Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV. Và tôi là Hoàng Dung. Bây giờ thì đang là 8 giờ sáng của ngày 26 tháng 7 năm 2021. Và thực sự tôi có rất nhiều tin tức mà muốn chia sẻ với các bác. Tin tức về tiêm vaccine, một bài viết rất hay. Rồi tin tức về Tổng cục Quản lý Thị trường cũng rất thú vị. Nhưng cuối cùng, báo cáo với các bác và mọi người, tôi chọn cái tin tức liên quan tới anh Nguyễn Nên, Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Đầu tiên á, xin chia sẻ với các bác thế này. Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố lớn, là đầu tàu kinh tế của cả nước. Nhưng mà trong một quãng thời gian rất là dài, chúng ta có thể thấy rằng là dưới thời của Bí thư Lê Thanh Hải thì xảy ra rất nhiều những cái lùm xùm, những khu đất vàng đều lọt vào tay của một số tập đoàn, ví dụ như là Vạn Thịnh Phát hay là ví dụ như là Novaland, và rất nhiều các vụ án liên quan tới những khu đất vàng đó được đưa ra ánh sáng, điển hình như là vụ án Sapeco hay là bên phía của Vạn Thịnh Phát đang bị thanh tra một loạt các dự án của mình. Nhưng cũng không thể nào kéo Thành phố Hồ Chí Minh tụt lùi được, đó là điều chắc chắn, bởi vì đây là một thành phố năng động nhất cả nước luôn. Sau đó, dưới thời của Lê Thanh Hải thì chúng ta đã thấy rằng là có một cái sự trầm lắng nhất định dưới thời của Bí thư Thành ủy là Nguyễn Thiện Nhân. Đó. Rồi đầu tiên anh Đinh La Thăng nữa. Đinh La Thăng. Rồi sau đó là anh Nguyễn Thiện Nhân. Rồi tất cả mọi thứ đều có một cái gì đấy phải nói rằng rất là buồn. Đó. Rất là buồn. Thành phố thì lọt vào tay đất vàng, rồi Thủ Thiêm, rồi vườn rau Lộc Hưng, các khu đất thì dưới thời của Lê Thanh Hải, dưới thời có một sự năng nổ nhất định, sự kỳ vọng nhất định, nhưng mà cũng làm cái sự thất vọng đến cùng cực khi mà dưới thời của Bí thư Đinh La Thăng, bây giờ thành con ma tù rồi. Rồi đến có sự trầm lắng, có sự trầm lắng không thể trầm lắng hơn được nữa dưới thời của Bí thư Nguyễn Thiện Nhân. Và chúng tôi kỳ vọng rằng là dưới thời của Bí thư Nguyễn Văn Nên. Bí thư Nguyễn Văn Nên khi mà trước đại hội 13 thì thay. Và sau đó thì 59 ngày tôi đã có một clip liên quan về Bí thư Nguyễn Văn Nên. Và sau 59 ngày thì Tất Thành Cang, một phó bí thư thường trực, cũng đã bị đưa ra để mà xử lý. Và bây giờ rất nhiều vụ án của anh ta sẽ được đưa ra pháp luật. Đó là những thành công bước đầu của bên phía Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là dưới thời của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên. Thế nhưng mà chưa bao giờ thành phố Hồ Chí Minh lại có một cái khó khăn đến thế. Đó là chủng Delta. Và rằng xâm nhập thành phố mà tạo ra một ổ dịch lớn nhất cả nước. Hàng ngày, hàng giờ, mỗi buổi sáng chúng ta lên mạng và chúng ta đọc những cái thông tin về cái ổ dịch lần này. Những con số ấy mà số người nhiễm rồi là số người tử vong và cảm thấy rất là buồn. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gọi rằng là không ra đường, mọi người dân ở thành phố không ra đường vào 18 giờ tối nay. Sau 18 giờ toàn bộ hoạt động thì gần như là ngừng lại, trừ hoạt động thiết yếu. Các doanh nghiệp cũng rất là khó khăn, người dân rất là khó khăn. Nhưng mà tôi có một cái tín hiệu le lói thế này để mình chia sẻ với các bác. Đó là cái tâm của người đứng đầu rất khác với cả những người đứng đầu khác. Đó là một lời xin lỗi rất chân thành với người dân thành phố. Sai ở đâu thì nhận ở đó. Không phải là mình không nhận thì người dân không biết rằng mình không có cái sai đâu. Làm một cái việc chưa có tiền lệ thì đương nhiên là chắc chắn là có sai sót. Người dân và báo chí có thể vạch ra những cái sai sót đó. Nhưng mà để cho thành phố, để cho mọi người có cách điều chỉnh thích hợp, chứ cũng chẳng ai mà mong muốn rằng là người dân bị khổ đâu. Và cái sự lắng nghe một cách rất là cầu thị của Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên thì tôi cảm thấy một cái sự ngưỡng mộ nhất định. Nhất là khi Bí thư đã nói một cái câu như thế này thì các bác có thể rằng là hiểu. Bí thư trên Tuổi Trẻ tối qua thì có giật một cái tiêu đề thế này: Bí thư Nguyễn Văn Nên mong người dân lượng thứ cho những lúng túng của Thành phố Hồ Chí Minh.
Và tôi muốn chia sẻ điều này với các bác, bởi vì bác Hồ cũng đã dặn rồi, cán bộ sai thì cũng biết tích cực sửa sai, và chẳng có gì cả khi chúng ta nhận lỗi trước nhân dân về những vấn đề mà chưa làm được. Và bản thân bác là người làm gương khi nhận lỗi trước nhân dân, trước Quốc hội, và nhân dân của Việt Nam cũng dễ bỏ qua thôi. Trên Facebooker Hồng Hà thì Hồng Hồ thì có một cái tiêu đề, tôi để máy này, tôi chụp lại, có một cái tiêu đề rằng là người dân thành phố Hồ Chí Minh rất là bao dung, đặc biệt là với cán bộ làm thực sự vì dân, người dân thành phố. Thế tôi xin phép để chia sẻ cái điều này, một cái bài báo này đến với cả các bác, đặc biệt là các bác ở thành phố Hồ Chí Minh, để chúng ta bao dung hơn, chúng ta đoàn kết hơn để mà cùng chống dịch. Chúng ta vẫn có những cái chắc chắn là không hợp ý, chúng ta vẫn cần để mà chia sẻ, để mà người dân, cái đảng, kể cả chính quyền hoạt động tốt hơn, đúng không? Chúng ta vẫn ngưỡng mộ những anh công an khi mà anh ấy đến gõ cửa từng nhà dân để anh ấy dặn dò. Chúng ta vẫn ngưỡng mộ những người ngày đêm mang đồ ăn thức uống đến cho người dân ở những cái vùng bị phong tỏa, khu phong tỏa. Tôi xin phép với các bác thế này: đánh giá về những điều làm được và chưa làm được sau 16 ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên xin nhân dân lượng thứ cho những lúng túng của Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua. Phát biểu kết luận hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 7 diễn ra vào ngày 25 tháng 7, thì Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói là 16 ngày thực hiện chỉ thị 16 giãn cách xã hội đối với thành phố là những ngày thực sự khó khăn, chưa từng có tiền lệ. Toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố đã chiến đấu với sự lây lan của biến chủng Delta. Theo ông Nên, 16 ngày qua đã chứng kiến sự kiên cường của đội ngũ y tế và các lực lượng tuyến đầu từ cơ sở cho đến thành phố, sự đoàn kết của người dân. Hơn 11.000 người đã xuất viện trong 16 ngày qua, trong đó có hàng chục người bị bệnh rất nặng. Qua đó, Bí thư Thành ủy thành phố đã bày tỏ sự tri ân đối với đội ngũ y bác sĩ, đội ngũ tuyến đầu cũng như là các tổ chức cá nhân thiện nguyện. Ông Nguyễn Văn Nên đánh giá sau 16 ngày thực hiện chỉ thị 16, tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Mầm bệnh thấm sâu, lan rộng trong cộng đồng. Thành phố đã tốn nhiều thời gian, công sức để khoanh vùng, truy vết, tầm soát, xét nghiệm, dập dịch hơn gấp nhiều lần đối với các biến chủng trước đây. Khi phải chiến đấu với chủng Delta mà chúng ta chưa thể lường hết, thì ý thức phòng vệ của mỗi người chúng ta là phòng tuyến quan trọng nhất, có ý nghĩa, quyết định, Bí thư Nguyễn Văn Nên nói. Và đó cũng là điều mà tôi mong muốn các bác ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hãy thật sự có ý thức phòng vệ cho mình. Ông Nên cũng thông tin khi bắt đầu giãn cách xã hội thì có nhiều vấn đề phát sinh phải ứng phó liên tục, nhất là vấn đề có liên quan đến đời sống xã hội, sản xuất kinh doanh, an sinh xã hội. Qua 16 ngày thì thành phố tập trung đầu tư cho lực lượng truy vết, lấy mẫu và hệ thống điều trị. Hiện đã có 19 bệnh viện dã chiến chuẩn bị cho 50.000 ca nhiễm. Thành phố huy động được các nguồn lực y bác sĩ với gần 10.000 người và trang thiết bị y tế. Bộ Y tế cũng huy động 4.000 bác sĩ, nhân viên y tế của tuyến trung ương và các tỉnh để chi viện cho thành phố. Ông Nên cho rằng trước diễn biến phức tạp của dịch, không thể tránh khỏi những bị động, lúng túng, hạn chế, khuyết điểm cả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện. Việc giãn cách của người dân có lúc có nơi không nghiêm làm ảnh hưởng đến hiệu quả phòng chống dịch. Tất cả công sức hy sinh những ngày qua chỉ nhằm mục tiêu tối thượng là giữ mạng sống con người, giảm tỷ lệ tử vong, bảo vệ hệ thống y tế không bị suy kiệt, đồng thời bảo vệ sức khỏe của nền kinh tế, hệ thống an sinh xã hội, không để gánh chịu một di chứng lâu dài, để thành phố sớm trở lại nhịp sống bình thường mới. 16 ngày qua, chúng ta đã làm được rất nhiều việc, cứu được nhiều người, nhưng cũng còn rất nhiều việc chưa làm được, nhiều người chưa cứu được. Đó là niềm đau chung, là khuyết điểm của hệ thống chính trị, khuyết điểm của người đứng đầu các cấp. Chúng ta xin nhân dân lượng thứ, ông Nên nói. Bí thư Văn Nên cho hay,
thành phố thống nhất thay đổi chiến lược thực hiện có trọng tâm trong 15 ngày tới là siết chặt, tăng cường chỉ thị 16 theo nội dung của chỉ thị 12 và công văn 2468, thành phố quyết tâm kiểm soát lây nhiễm trong 15 ngày tới. Theo đó, thì Bí thư Thành ủy thành phố yêu cầu áp dụng mọi biện pháp chủ động siết chặt chỉ thị 16, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm, tập trung triển khai điều trị tích cực, chăm sóc chu đáo người bị bệnh, góp phần hạn chế mức thấp nhất tử vong, kịp thời hỗ trợ người khó khăn, tuyệt đối không để ai thiếu ăn, thiếu mặc. Đồng thời, ông Nguyễn Văn Nên cũng yêu cầu tổ chức nhận và mua tiêm vaccine nhanh nhất theo kế hoạch. Các cơ quan chức năng thành phố phối hợp với các bộ ngành trung ương chuẩn bị tiếp phương án, kịch bản cho các tình huống dâng cao khi cần thiết. Chuẩn bị chiến lược lâu dài để bảo vệ kế sinh nhai của người dân, sức sống của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc phục hồi kinh tế xã hội ngay khi tình hình được kiểm soát. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm giãn cách xã hội, thì Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị các địa phương tổ chức nhu yếu phẩm thiết yếu đến từng hộ gia đình khó khăn. Chúng ta đều hiểu, trong những ngày giãn cách, đồng bào thành phố nói chung và bà con lao động nghèo nói riêng gặp nhiều biến cố. Ta tập trung đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bà con. Ở đâu còn người thiếu ăn, thiếu mặc thì là lỗi của bí thư, của chủ tịch phường xã đó. Ông Nên nói như vậy. Đây là một bài tâm sự rất thật lòng. Tôi nói thật với các bác là thế. Chúng ta đã quen rồi với nhiều bài phát biểu sáo rỗng, những cái người mà không chịu trách nhiệm. Nhưng ở đây có mấy cái ý. Thứ nhất là bí thư bằng lời xin lỗi này của mình, mặc dù không ai ép cả, không làm gì cả, nhưng cho thấy cái tâm thế chịu trách nhiệm của người đứng đầu và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, phải nói rằng rất là bao dung, cũng không để ý đâu. Mong rằng là bí thư hay chúng tôi hay còn gọi là anh Bảy Nên ấy, anh Bảy Nên giữ gìn sức khỏe để mà chuẩn bị cho những đợt mới. Các bác có thể thấy rằng là chúng liên tục, các sự việc mới liên tục xảy ra và những đợt ứng phó mới để mà bảo đảm cho người dân. Thứ hai nữa là xét xử, nghĩa là phải xử nghiêm những người dân mà các bác có thể thấy rằng là người ta mua áo shipper rồi người ta đeo bao gạo đằng sau người ta đi ra ngoài đấy, thì cũng phải xét nghiêm những cái người này, bởi vì không thể chấp nhận được cái thủ thuật kiểu như vậy. Đó. Rồi chúng ta cũng phải xử lý nghiêm, như là bí thư nói, là lỗi của bí thư phường, chủ tịch phường, nếu như người dân ở đó bị thiếu ăn thiếu mặc thì là lỗi, thì là quy trách nhiệm người đứng đầu mỗi người. Tôi tin rằng thành phố Hồ Chí Minh với quyết tâm, mặc dù có thể còn nhiều sai sót, tôi vẫn có thể chỉ ra một vài cái tiếp theo, nhưng mà tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối rằng là với cái tâm thái và cái tầm của bí thư Nguyễn Văn Nên thì mọi việc sẽ được kiểm soát trong vòng khoảng 14-16 ngày tới. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Thực sự đọc bài phát biểu của bí thư Văn Nên là tôi rất là xúc động. Tôi mong muốn rằng là nhiều nơi, nhiều người có được cái tâm như là bí thư Bảy Nên. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi sáng tốt lành.